Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Vespa 946 10TS Anniversary 2023 tại đại lý Việt Nam, mức giá ngót nghét gần 1 tỷ đồng. Cái chiếc Vespa 946 10TS Anniversary 2023 chính là một trong những cái ấn bản đặc biệt được hãng Vespa ra mắt hồi đầu năm 2023 để kỷ niệm một cái cột mốc vàng son hiệu Vespa 946. Cái số lượng của cái mẫu xe này chỉ có đúng 1.000 chiếc trên toàn thế giới. Mới đây là một cái chiếc đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam và được rao bán với mức giá không hề rẻ. Vespa 946 10TS Anniversary 2023 được ra mắt nhân dịp kỷ niệm là 10 năm Vespa 946 có mặt trên thị trường xe máy thế giới tính từ năm 2013, đánh dấu một cái cột mốc vàng son trong cái quá trình xây dựng cái tên tuổi cái mẫu xe tay ga hạng sang này. Khi chưa phân phối thương mại thì cái chiếc Vespa 946 10TS Anniversary 2023 đã trở thành một trong những cái tâm điểm đáng chú ý dư luận vì góp mặt trong cái sự kiện lớn là ESMA 2022. Cái mẫu xe này đã lại ấn tượng trong tâm trí của người tiêu dùng nhờ vào cái gam màu sơn là xanh ruột bơ tuyệt đẹp. Hoàn toàn không ngoa khi nói về cái gam màu này khi đã giúp cho chiếc Vespa 946 10TS Anniversary 2023 đã trở nên thành một phiên bản trẻ trung nhất của cái dòng Vespa 946 từ trước đến nay. Tuy nhiên vẫn không làm phôi phai cái nét đẹp thanh lịch hoài cổ với một cái bản sắc của cái dòng xe này. Nói đến cái chiếc Vespa 946 10TS Anniversary 2023, trước là phải kể đến cái biểu tượng một cái chú thỏ nuột nà hiện diện ở cái phần mặt nạ trước và chiếm hữu một cái không gian cực lớn tại phần thân phía sau. Hãng Vespa đã chọn hình ảnh cái chú thỏ làm biểu tượng cho cái mẫu xe này và được phân phối thương mại vào năm 2023. Tức năm là con thỏ tính theo cái quan niệm 12 con giáp của cái hoa văn Trung Quốc và những cái nước châu Á khác. Trong khi ở Việt Nam chúng ta là năm con mèo. Lường giữa của cái chiếc Vespa 946 cái phiên bản đặc biệt sẽ là nơi đặt một cái con tim đánh cái số tự của nhãn sức xưởng là 1.000 chiếc trong cái ấn bản là Vespa 946 10TS. Cái con tem này có thể trở thành một trong những cái yếu tố phân định giá trị của từng cái chiếc xe. Khi những cái tay chơi sẵn sàng chia nhiều tiền hơn để sở được cái chiếc Vespa 946 10TS Anniversary 2023 có một cái số thứ tự đẹp nhất để dễ nhớ nhất. Với cái mẫu xe này, trang bị của cái ấn bản lần này sẽ không có bất cứ nâng cấp nào khác biệt so với cái phiên bản ra mắt trong lần 10 năm qua. Vẫn được tích hợp cho mình hệ thống đèn lái, đèn hậu, cái đèn xi nhan ẩn trước cái công nghệ đèn LED là tiên tiến. Cái mẫu là Vespa 946 phiên bản đặc biệt sử dụng cho mình cái màn hình LCD sắc nét dễ dàng hỗ trợ cho người nhìn quan sát một cách trực quan nhất. Vị trí những cái nút bấm được bố trí là tương đối là vô cùng ấn tượng. Cái dàn chân của chiếc Vespa 946 10TS Anniversary 2023 mang cho mình cái kích cỡ phía trước là 120x712, trong khi phía sau là 130x712. Hệ thống tắng đĩa được phân bố cho cả hai kinh, đặc biệt tạo ra cái sự an toàn cho người lái khi đảm bảo tới công nghệ phanh ABS 2 kinh đi cùng công nghệ kiểm soát lực kéo là ASA. Vespa 946 10TS Anniversary 2023 được cung cấp sức mạnh bởi cái động cơ 3 van làm mát bằng không khí. Cái công suất là 12 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 8.250 vòng trên phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 12 Nm tại ngưỡng tua máy là 6.750 vòng trên phút. Hiện thì cái chiếc Vespa 946 10TS Anniversary 2023 trên thị trường Việt Nam đang có mức giá không hề rẻ, con số lên tới hơn là 900 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.